Vâng, lời đầu tiên được cho em xin lúc đó xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác yêu thanh trên mọi miền tổ quốc nhé. Vâng, trước mặt các bác đây chính là cái lô loa LDH-TR10 các bác ạ. Cái lô loa này thì các bác biết là em mới về hôm nay thôi. Đây là một lô loa rất là khó kiếm luôn. Thực sự bây giờ thì kiếm những dòng loa này rất là khó. Một lần lấy được vài đôi à. Muốn lấy nhiều cũng không có bác ạ. Hôm nay thì em lấy được có 8 đôi mà trong khi đó là bị hỏng mất 2 đôi. Còn được có 6 đôi bác. Rất là buồn luôn. Đấy. Dòng loa này trên thị trường chúng ta kiếm không dễ đâu. Thực sự là cũng không khó. Nếu mà nói về kiếm thì không khó. Nhưng mà kiếm hàng xịn thì khó. Đấy, bởi vì hàng này thì bây giờ hàng xịn thì ít. Đa số là hàng nhái giả bãi chui vào thôi. Còn hàng bãi xịn thực sự đó thì các bác là phải nhặt. Nói bây giờ nó đúng là phải nhặt từng đôi một, có nghĩa là phải đi kiếm từng những cái lô bé vài đôi như này mới có này. Chứ còn bây giờ mà kiếm một cái lô số lượng lớn thì nó thật các bác là không có đâu bác ạ. Hiếm lắm, dòng này nó hiếm lắm. Thì các bác biết là dòng TR10 á, nó là dòng loa full 25 hiệu suất cao. Thì một chiếc loa 25 của LDH TR10 này có công suất lên tới 350W thì chúng ta lên mạng là ra thôi. Các bác cứ chờ vào website của ldhaudio.com là chúng ta sẽ ra ngay. Thì công suất của nó đây. Công suất của nó sẽ là 350W cho một chiếc loa. Công suất làm việc mà 350W thì các bác biết là đôi loa này công suất nó tương đương với một đồng loa full 30. Một đôi loa full 30 các bác nhá. Rất là mạnh luôn. Đấy. Cái đặc biệt nhất ở đây là đôi loa này là độ nhạy rất là cao bác ạ. Độ nhạy đôi loa này lên tới 99 dB. Và cái áp lực cái áp suất của âm thanh nó ra ấy. Con này lên max lên 130 dB này. Lên tới 130 dB và liên tục 125 dB luôn. Thực sự là có thể nói là một cái cường độ âm thanh rất là lớn. Rất là lớn các bác nha. Con này để giải tần bass xuống đến 55 Hz các bác ạ. Rất là sâu luôn. Trọng lượng một chiếc loa này nó là 13 kg. Và đặc biệt nó được làm có bạch dương. Đấy bác nhìn thấy. Nó sẽ là được làm bằng bạch dương các bác nha. Đấy. Đây là một đôi loa có thể nói là trên thị trường thì nó là niềm ao ước rồi. Không phải là ấy đâu. Đại đa số thì anh em ở Việt Nam mình thì kinh tế cũng chưa quá kinh khủng thì chưa được những dòng loa này. Nó là một niềm ao ước luôn là khát khao. Giá mới thị trường Việt Nam thì khá là cao, vài chục triệu một đôi. Thực sự là nó cũng nhiều khi các bác là cũng không phải ai dám chơi. Nhưng mà đối với những đôi loa bãi mà hàng xịn, chính hãng zin đẹp để chọn lọc thì thôi các bác là bên em đang bán với giá là 8.8 triệu. Đấy, em cũng nói các bác rất là nhiều với cái giá em Xuân bán ra là 8.8 triệu là đối với những cái giá mà em Xuân đã phải rất là cân đo đong đếm. Thực sự đó là một cái giá rất là tốt. Nhưng em nói các bác rồi, không phải là giá này là tốt nhất. Sẽ có kiểu cửa hàng bán rẻ hơn chẳng hạn. Thì em vẫn luôn các bác cái này ạ. Em vẫn là rất là mong chờ là các bác sẽ mua được một sản phẩm tốt nhất, giá rẻ nhất. Nếu cửa hàng khác mà có giá rẻ hơn, các bác nên có cửa hàng khác mua vẫn được. Em Xuân không bao giờ em Xuân kéo khách hàng về phải bắt được để mua của mình để mình làm giàu, không em không quan trọng điều đó bác nhé. Cái quan trọng nhất của em là gì ạ? Các bác mua được một đô la xịn. Cái quan trọng phải là hàng xịn đó ạ. Đấy, mà được rẻ nhất là tốt. Đấy, em mong làm sao mà được hàng xịn mà là gì ạ? Càng sướng. Đấy, không quan trọng các bác mua của em hay mua của ai, cứ chỗ nào rẻ chúng ta hàng xịn chúng ta mua. Đấy, và cái một cái điều quan trọng nhất mà em Xuân nhắc các bác là mua dòng loa này chúng ta nên cẩn thận một chút thôi. Thực sự là nên cẩn thận một chút bởi vì những dòng loa này thì nó nhái hơi nhiều, nên là các bác mua đó thì nên nhờ những người có uy tín, thứ nhất là những người thực sự có kinh nghiệm. Đừng có nghe những cái ông thợ mõm các bác ạ, mấy ông thợ ở quê thì thật các bác nói mõm nó không biết hàng xịn đâu. Thật các bác mà kể cả những người bán âm thanh chuyên lâu năm nhưng mà gặp loại này cũng không biết hàng xịn đâu mà. Bởi vì người ta làm không quen. Các bạn biết là cái loại này bây giờ hàng nhái là nó gần như giống hàng xịn luôn mà. Nhìn bên ngoài không bao giờ phân biệt được. Đất đều là made in Italia hết mà. Nó ghi bên ngoài tem mác thì nó đầy đủ lắm. Cho nên những người mà không có kinh nghiệm gần như không biết đâu. Cho nên nói các bác là khi chúng ta đi mua, nên nếu mà những người mà không hiểu về âm thanh, thứ nhất là chúng ta muốn mua được bền rẻ hơn đó, thì chúng ta nên chọn mới tìm một người thực sự chuyên về dòng này. Nhờ người ta đi xem dùng cho. Mà mua thì bác ạ, đừng tránh là vì ạ. Nhiều khi là bớt rẻ được một vài đồng, được triệu bạc hay là vài chiếc cái cung là dính hàng nhái thì cũng chết nữa. Cho nên là em nhắc các bác là cố gắng là nhờ một người uy tín mà đi mua nhé. Và đối với cửa hàng số lúc đó thì thật với các bác là em không phải khen gì cả, nhưng mà đến cửa hàng số lúc đó thì bác yên tâm chuyện này. Bởi vì em Xuân này quá thừa kinh nghiệm về dòng loa này rồi. Bởi gần như là ở Việt Nam thì em cũng là chuyên rồi. Em bắn số lượng LDH ở thị trường Việt Nam có thể nói là nhiều nhất rồi. Đấy, gần như là mọi người nhắc cái LDH là nhắc đến em những dòng loa mà driver rõ xét. Đấy, thì không nói nhiều nữa thì các bác cùng xem là thứ nhất là đôi loa này bác biết là dòng loa này chắc chắn nó sử dụng driver chắc chắn phải là rõ xét 100% made in Italia nhập khẩu rồi. Đấy, tem mác họng nó là họng nhôm bác nhá, họng nhôm hai lớp nhá. Đấy, đời này thì nó sử dụng là đời bông lông chuột, thì nhớ được men là các bác phải hiểu đời nào là dùng lông chuột, đời nào không nhá. Đây bác chỉ thấy đây, nó sẽ là đời này sử dụng bông lông chuột. Đấy. Đấy, bông lông chuột bác nhớ nhá, từng đời theo năm sản xuất ở đấy. Phần tần thì LDH đặc trưng rồi, nó sẽ có mã series là TR ở đây. Đấy không? TR này. Cuộn cảm của LDH đặc trưng là rất là to, chỗ đó chỗ nhôm rồi. Nhìn hàng xịn luôn, dây rất là xịn sò này, rất là to này. Hàng xịn rất là đẹp đúng không? Thì cái hàng xịn là các bác kê mê ngay. Đấy, bát thì phải nói là quá tuyệt vời rồi. Bát của LDH thì nó thật với các bác rồi, anh em không cần phải lăn tăn, đặc biệt là những dòng loa RCF đời này thì cái bát nó công suất rất là lớn, bát 25 nhưng công suất nó rất là lớn.
nó không giống như những dòng bát 25 của các hãng khác. Đấy, kể cả những cái bộ array của RZ bọn nó sử dụng bát này thôi. Bởi vì bát này cái cường độ âm thanh đặt ra nó rất là mạnh. Đấy, chơi rất là tốt các bác ạ. Và từ tính mọi thứ rất tuyệt vời. Đấy, đúng giờ xịn mấy nhá, giờ dòng xoắn nhá. Dòng ngược đúng chuẩn của RZ. Nói thật các bác là chơi xem những cái này thì nó bình thường thôi, bởi vì thực ra là những cái dòng hàng nhái bây giờ thì họ cũng làm được cái mấy cái này mà. Đấy. Mấy cái tiệm mác này các bác cũng đừng quan tâm lắm này. Các thầy các bác này. À, những cái hàng nhái bây giờ, những cái tiệm mác này thì các bác muốn họ dán bao nhiêu cũng được hết á. Các bác muốn họ dán bao nhiêu cũng được, họ dán phát một là xong mà. Bởi vì họ in một cái này nó ra hàng triệu cái tiệm ngay lập tức. Made in Italia, các bác thích made in nào không cũng làm được cả. Ukraine họ cũng làm được luôn. Cho nên là những cái tiệm mác chúng ta không nên quan trọng quá, là hãy quan trọng vào cái chất lượng của loa. Chúng ta xem từng cái độ hoàn thiện, từng cái keo, từng cái mất thứ đó mới là cái quan trọng nhất các bác nhé. Đấy. Thì với đôi loa này các bác này, hiện tại thì em còn chính xác là 4 cặp. Đấy, em có 6 cặp. Nhưng mà trưa nay em live stream thì bác khách đã đặt một cặp, với là một anh bác B52 bán một cặp rồi. Thì em còn 4 cặp nữa, thì bác nào yêu dòng loa này thì liên hệ với em Xuân nhé. Bảo chủ nhớ dòng loa rất là ưng ý luôn, rất là đẹp của bác ạ. Đấy. Tất cả được vệ sinh cẩn thận, từng cái e căng là đẹp, nó rất là đẹp này. Bác nhìn này, hàng xịn này rất là đẹp này. Đúng không? Từng e căng mọi thứ đây là sơn zin hết. E căng là sơn zin chuẩn hết rồi. Còn những cái loa này thì tưởng bác là những chỗ nào chày em dặm lại thôi. Và tất cả đều là zin cho bác. Đấy. TR10 hàng xuẩn xịn các bác nhá. Ok nhá. Anh em nào đang có nhu cầu thì hẹn em xuống nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều nhá.